lòng thành kính xin quy y Phật thứ nhì đủ ti giam bí thầm măng sa ram ga cham mi còn em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đủ ti giam bí sằng khang sa ram ga cham mi còn em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti giam bí bồ đăng sa ram ga cham mi còn em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta ti giam bí thầm măng sa ram ga cham mi còn em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti giảm bi sẵn khăn sa ram ga cham mi còn em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba bất đa hằng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật thẩm mang sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật sẵn khang sa ra năng gác trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng đô ti giam bi bồ đà hằng sa ra năng gác trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đô ti giam bi thẩm măng sa ra năng gác trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đô ti giam bi sẵn khang sa ra năng gác trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì tập tỳ giảm bi bích hằng sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba tập tỳ giảm bi thẩm măng sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba tập tỳ giảm bi sẵn khăn sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Tỳ sarana kahana paripun năng phép quy tâm báo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta ve ramani sa kha ba năng sa ma di a mi con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự sát sanh. Adina dana ve ramani sakha madang sama yami con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp kame sumicha chara ve ramani sakha madang sama yami con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự tà dâm musa wada ve ramani sakha madang sama yami con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối sủ ra mê ra dâm ách chấp ma đa tha na về ra ma ni sẽ khá bà đăng sắc ma đi mi con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa dễ uống rượu và cái chất sai mana ti ba ta về ra mani sĩ khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh adina dana về ra mani sĩ khả ba đăng samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kame sumicha chara Vairamani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dẫm Mẫu Sa Qua Đa Vairamani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Surame Rayama Chana Vairamani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cà chặt sai imani bancha si kha pa da ni sa tu gan ka ta wa a pa ma de na ni cha ka lang sam ma ra khi ta bang đi thiện cho nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên với vui Ma phan tê và chúng con xin vâng. Si phu sa ba da si la ni pu tan yanti tasma si lang viso untha ye
các chúng sanh để sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh để giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phá ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Xa thu xa thu lành thai dạng kinh chích của sanh là cảm mang cát tập mạng kỳ đi giang mà cả dê là quả cha mana sa thì đã sẽ sư gạt tăng cả tăng dê sạp tạ san nhị nơ và thị dê cho sa ta san nhị nơ cả tăng buồn nhập hòa lặng mày hằng sạp bể pha ghi và quan tư tê dạy tăng các tăng sư quý đi tăng điện năng buồn nhập hòa lặng mai gia về ca ta thành đạt trả nanh thì để qua gần tờ như vậy đại dũng sắp bê lâu cầm thì dễ sát ta chỉ hoàn ta hạ ra hê tú ca ma muộn năng phô trả năng sắp bê là hoàn tu ma ma chê ta sa tị hứa căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng a cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà a chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an a phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu a bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay a có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quy dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng a bởi nhờ thọ thực sanh an mãn trường xin thâu phước báo cung dường a hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lầm phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến đưa thân niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trợ mau giải thoát kê liền kiếp sau nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ đập giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng độ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện thảy chúng sanh có oan kết nguyện cho nhân loại đang tu hành nguyện dình tam học gia định tuệ nguyện đoàn tham sân si đạo sanh nguyện giải căn nhân sanh từ khổ nguyện diệt tâm tham hao lợi danh nguyện tu tinh tận không dại đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Thành đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với như pháp để bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Chư pháp xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như pháp mến chào Thanh Thủy, mến chào Thi An Lạc, mến chào pháp nguồn Lào Cai vừa vào đạo tràng. Dạ, con đã thấy đại đức Tịnh Đạt đã vào đạo tràng mặc dù bây giờ còn sớm mấy phút. Dạ, sư có sẵn sàng chưa bạch sư? Nếu sư sẵn sàng thì
con xin thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư dạ cho chúng con ôn bài sớm. Con nghĩ là một chút nghe đạo tràng rất vào rất là đông, tại vì con thấy một điều là Phật tử rất là hoan hỷ cái ngày chủ nhật mà sư ôn bài. Dạ là vậy. Bây giờ thì con tri ân sư cho con một tín hiệu. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư để đạo tràng chúng ta sẽ được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình học ngày hôm nay là ôn bài câu pháp cú kinh số 133 đến 136. Dạ, bây giờ thì kính mời quý vị cùng với Như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đàm mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được hướng dẫn ôn bài cũng như ngài đại đức giảng giải dư sự ngày hôm nay. Và bây giờ thì Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học, một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, ngày hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2022. Hôm nay nếu mà tính ngày âm lịch đó là ngày 10 tháng 3 năm nay là năm Nhâm Dần hả? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt chủ nhật ôn tập cuối tuần với phẩm là Đan Đá Quắc Gá, phẩm hình phạt 4 câu kệ ngôn Pháp Cú số 133, 134, 135 và 136. Và với ba cái tích truyện duyên sự. Tóm tắt trong phần ôn tập ngày hôm nay. Và bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Arahant
samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, một lần nữa con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập cuối tuần. Tuy rằng là cái buổi ôn tập chúng ta không có học bài mới, nhưng với cái tinh thần đó là không có để trống cái ngày nào trong tuần, và với cái tinh thần đó là chúng ta ôn tập nhắc lại cũng như là đọc tụng lại những cái công đức đầu ngày cũng như là cuối ngày ở trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật. Hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ ôn tập 4 câu kệ ngôn Pháp Cú. Tuy nhiên thì chỉ có 3 cái duyên sự, do rằng là câu kệ ngôn Pháp Cú số 3, 133 và 134 có cùng một cái duyên sự. Câu số 135 có một cái duyên sự và câu số 136 có một cái duyên sự. Cho nên tuy rằng có 4 câu kệ ngôn nhưng mà chúng ta chỉ ôn tập 3 cái duyên sự mà thôi, 3 duyên sự tóm tắt. Và bây giờ các quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập. Pháp Cú Kinh phẩm hình phạt Đanh Đa Quốc Cá, câu số 133. Ma vô cha pha su pha ru sang căn chi u ta pa ti wa đầy yu tăng đô kha hi sa ram pa ca tha pa ti đàn đa pa suy yu tăng. Ma vô cha pha ru sang căn chi Uta patiwa yutang Dukha hi sarampa katha Bati danda tay yutang. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đao trượng phản chạm người. Câu số 134. Sa che ne re si a ta nang kam so u ba to ya tha e sa ba to si ni ba nang sa ram pho te na vi cha ti. Sa che ne re si a ta nang Cam so uba hato yatha esa bato si nipanang saram pho te na vichati. Từ như chí cuồng thế, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Câu số 135. Yatha dande na gopalo gavo ba che ti ro charang evang chara cha machu cha ayung ba chen ti baninang. Yatha dande na gopalo gavo ba che ti gocharang
Ewan cha ra cha ma chu cha ayung ba chen ti ba ni nang. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy và chết, lùa người đến mạng chung. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Câu số 136. Atha ba ba ni kamma ni karang ba lo na bucati sehi kamehi dumme tho agidantho wa tapati. Atha ba ba ni kamma ni karang ba lo na bucati sehi kamehi dumme tho agidantho wa tapati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Người ngu làm điều ác, không ý thức do bị bạn không. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ đưa bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Và đó là bốn câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Câu số 133, 134, 135 và 136. Đây là bốn câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm Danta Quốc Gá, phẩm hình phạt. Và một lần nữa thì khi mà chúng ta ôn tập đó, thì chúng ta lại nhớ rằng đây là những câu nội dung liên quan đến cái việc đó là hình phạt. Hình phạt ở đây cũng có nghĩa đó là quả của ác nghiệp. Những câu kinh này, những câu kinh trong cái phẩm Đanh Đa Quốc Cá này, cũng như là những cái duyên sự ở trong cái phẩm Đanh Đa Quốc Cá này, Đức Phật Ngài muốn Ngài nói lên cái việc bên đó là hậu quả của việc làm ác, và hãy cố gắng để mà rút ra cái bài học kinh nghiệm của người đi trước, cũng như là sợ hãi trong cái việc đó là làm ác phải chịu quả khổ đau. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn tập bốn câu kệ ngôn pháp cú này và ba cái duyên sự tóm tắt trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị ạ. Và xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai. Nhà xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, dạ, con xin được đọc câu pháp cú, đọc tất cả ba câu này, bốn câu này, dạ, con xin được kệ. Con xin được kệ câu pháp cú 133 đến 136 ạ. Dạ, con xin được xin phép ạ. Dạ, con xin cảm ơn cô Như Pháp, cô Dạng Đồng cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con kính triền sư. Dạ. Câu 133. Mà vô cha ba su ru sanh chi putta pati yutang du khani sa ram phakattha pati danda pu se yutang. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc câu 134 ạ. Sa che ne re si an ta nang cam so upa ha to ya tha e sa pa to si ni ba nang sa ram pho te na vinh cha ti. Nếu tự mình yên lặng,
như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được đọc tiếp câu 135 ạ. Dạ thả đan nê, dạ thả đan đê nà gô ba lô, gà vô ba chê tì vô cha răng, ê quang cha ra mạ cha mặc chú cha, a yu ba chê tì ba ni năng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể tiếp bài 136 ạ. Atha papa ni kamani karang balo na bung cha ti sehi kame hi dum me tho akidatho wa tambati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được đọc duyên sự của câu 133 và 134 ạ. Vị tỷ khiu cô năn tha ná, cô đá tha ná, trong tiền kiếp từng tạo một ác nghiệp vu oan, làm cho một vị tỷ khiu bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến người nữ. Do ác nghiệp thầy tỷ khiu cô đá tha ná đã phải trải qua bao nhiêu là sự hiểu lầm và lời chỉ trích liên quan đến người nữ. Vài vị tỳ khiu thường nặng lời lăng mạ và cố ý gây khó dễ thầy phải rời đi nơi khác. Do quá bức xúc nên thầy đã có lời đáp trả lại và luôn cho rằng oan. Cuộc khẩu chiến giữ các vị tỳ khiu đến tai Đức Phật. Ngài đã giải thích nguyên nhân gây hiểu lầm và khuyên các thầy không nên gây thù trả oán, và giảng dạy về sự lợi ích của người biết giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Hãy là người câm lặng như chiếc chuông bể miệng, làm như vậy sẽ là người chứng niết bàn chẳng sai hết. Dạ, con xin được đọc tiếp duyên sự câu 135 ạ. Trong nhà bà Visakha, thiếu phụ lớn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau, đều thọ bát quan trong ngày giới. Khi được hỏi vì lý do và mục đích gì, mỗi người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình theo một lối, như là nguyện được sanh thiên giới, được hạ sanh con trai, được gia đình hạnh phúc, vân vân, nhưng không ai đề cập đến hạnh nguyện giải thoát khổ đau luân hồi. Nghe xong quan điểm của từng người, Đức Phật giảng về bản chất vô thường biến đổi của đời sống. Những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ, nhất là sự sanh, như kẻ chăn bò, tay cầm gậy lùa đi, từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết, để cho sự chết như búa bén, chặt đứt mạng sống của họ. Mặc dù vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn thôi. Dạ, hết ạ. Con xin đọc tiếp duyên sự câu 136. Trưởng lão Mốc Ga La Ná trên đường xuống núi Linh Thú đã trông thấy một ngã quỷ có hình con chăn bằng năng lực thần thông của mình. Khi ấy Đức Phật đã xác minh về sự hiện hữu của ngã quỷ. Mình chăn đang bị lửa thiêu đốt ngày đêm, và Ngài đã giảng về ác nghiệp của ngạ quỷ đã tạo trong quá khứ thảm hại một bá hộ tử tế. Hãm hại một bá hộ tử tế. Trong tiền kiếp, ngạ quỷ là một tên trộm, vì cột oan trái với ông bá hộ nên tìm cách đốt phá nhà cửa, ruộng vườn của ông và cả hương thất mà ông bá hộ xây cất để cúng dường Đức Phật. Qua đó Đức Phật dạy rằng hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết mình làm ác, nhưng về sau chính những ác nghiệp đó của họ thiêu đốt họ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt cháy mình vậy. Hết ạ. Dạ, sa thứ, sa thứ. Con xin
con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con xin kính tri ân thượng tọa Tịnh Đạt ạ. Con xin mời Sít Dạng Đông ạ. Con xin được xuống mic. Dạ sa thú lần thay. Kính cảm ơn cô Pháp Nguồn Lạc Cai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy đức Tịnh Đạt, đầy đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài câu pháp cú số 133. Ma vô vô cha thú sanh cầm chí út ta phá tí quá đề vũ tăng lúc khả hí xà rầm phá cá thà phá tí đàn đá phú xây vũ tăng. Ma vô cha phá rú sanh cầm chí út ta phá tí quá đề vũ tăng đúc khà hí xà râm bá cá tha bá tí đàm đá phú xì vũ tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bài 134. Xá chê nê rê sát ta năng căng sô ú bá há tô giá thà ê xá pháp tô xí níp ba năng xà râm bồ tê ná huyết chá tí xá chê nê rê xí át ta năng căng sô ú bá há tô giá tha ê xá bát tô xí níp ba năng xà râm bồ tê ná huyết chá tí. Nếu tự mình im lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vị tỳ khu con đã tha ná trong tiền kiếp từng tạo một ác nghiệp vu oan làm cho một vị tỳ khu bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến người nữ. Do ác nghiệp này, thầy tỳ khu con đá tha ná đã phải trải qua bao nhiêu là sự hiểu lầm và lời chỉ trích liên quan đến người nữ. Vài vị tỳ khu thường nặng lời lăng mạ và cố ý gây khó dễ, bắt thầy phải rời đi nơi khác. Do quá bức xúc nên thầy đã có lời đáp trả lại và luôn cho rằng mình bị oan. Cuộc khẩu chiến giữa các vị tỳ khu đến tai Đức Phật, ngài đã giải thích nguyên nhân gây hiểu lầm và khuyên các thầy không nên gây thù trả oán và giảng dạy về sự lợi ích của người biết giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Hãy là người câm lặng như chiếc chuông bị bể miệng, làm như vậy là người chứng niết bàn chẳng sai. Dạ hết. Dạ kính đọc câu tiếp. Dạ vâng, xin đọc câu 135. Giá thà đàn đề ná vô pa lô
ga vô pa chê tí vô chá răng tê quăng chá ra chá mát chù chá a dùm pa chê a dùm pa chen tí pa ní năng giá tha đàn đề ná vô pa lô ga vô pa chê tí vô chá răng ê quăng chá ra chá mát chù chá a dùm pa chen tí pa ní năng với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng bị già và chết lùa người đến mạng chung với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong nhà bà Quý Sa Kha, các thiếu phụ lớn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau đều thọ bát quan trong ngày giới. Khi được hỏi vì lý do và mục đích gì, mỗi người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình theo một lối, như là nguyện được sanh thiên giới, được hạ sanh con trai, được gia đình hạnh phúc, vân vân. Nhưng không ai đề cập đến hạnh nguyện giải thoát khổ đau luân hồi. Nghe xong quan điểm của từng người, Đức Phật giảng về bản chất vô thường biến đổi của đời sống. Những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ, nhất là sự sanh, như kẻ chăn bò tai gầm gậy lùa đi, từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết, để cho sự chết như búa bén chặt đứt mạng sống của họ. Mặc dầu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn thôi. Dạ hết. Và câu 136. A há pa pa ni cầm ma ni ca răng ba lô ná buôn chá tí buôn chá tí xê hí cầm mê hí đâm mê thô ác ghi đàn thô quá táp ba tí a tha pa pa ni cầm ma ni ca răng ba lô ná buôn chá tí xê hí cầm mê hí đâm mê thô ác ý đàn thù quá tác ba tí. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trưởng lão móc ra là ná trên đường đi xuống, trên đường xuống núi Linh Thú đã trông thấy một ngạ quỷ có hình con trăng bằng năng lực thần thông của mình. Khi ấy Đức Phật đã xác nhận về sự hiện hữu của ngạ quỷ mình trăng đang bị lửa thiêu đốt ngày đêm, và Ngài đã giảng giải về ác nghiệp của ngạ quỷ đã trong quá khứ hãm hại một vị bá hộ tử tế. Trong tiền kiếp, ngạ quỷ là một tên trộm, vì cột quan trái với ông bá hộ nên tìm cách đốt phá nhà cửa ruộng vườn của ông và cả hương thất mà ông bá hộ xây cất để cúng dường Đức Phật. Qua đó Đức Phật dạy rằng hạng người ngu khi làm các ác nghiệp thì không tự biết mình làm ác, nhưng về sau chính những ác nghiệp đó của họ thiêu đốt họ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt cháy mình vậy. Hết. Dạ, cảm ơn đã đọc bài xong. Dạ, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính mời cô.
Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Nhân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Dạ, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp. Dạ, kính chào quý đạo hữu. Dạ, bây giờ Kỳ Duyên xin đọc kinh Pháp Cú số 133. Ma vô cha phát ru sang kinh chi hút ta ba tí quá đầy du tăng đúc kha hi sa ram phát cách tha ba tí đàn đa phu say du tăng ma vô cha phát ru sang kinh chi hút ta ba ti qua đầy du tăng đúc kha hi sa ram phát cát tha ba ti đàn đa phu say du tăng chớ nói lời ác độc nói ác bị nói lại khổ thay lời phẫn nộ đau trượng phản chạm ngược. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu Pháp Cú số 34. Sa chê nê rê si a ta năng cầm sô u ba thô yá tha e sa pa tô si ni ba năng sa ram phô tê na quý cha ti sa chê nê rê ya si a ta năng cầm sơ u ba tô ya tha e sa pa tô si ni ba năng Sāraṁ phô tê na vi cha ti. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì tỳ khưu con đá thana trong tiền kiếp từng tạo một ác nghiệp vu oan làm cho một vị tỳ khưu bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến người nữ. Do ác nghiệp thầy tỳ khưu con Đát Tha Na đã phải trải qua bao nhiêu lịch sự hiểu lầm và lời chỉ trích liên quan đến người nữ. Vài vị tỳ khưu thường nặng lời, lăng mạ và cố ý gây khó dễ, bắt thầy phải rời đi nơi khác. Do quá bức xúc nên thầy đã có lời đáp trả lại và luôn cho rằng mình bị oan. Cuộc khẩu chiến giữa các tỳ kheo đến tai Đức Phật, Ngài đã giải thích nguyên nhân gây hiểu lầm và khuyên các thầy không nên gây thù trả oán và giảng dạy về sự lợi ích của người biết giữ yên lặng. Trước những lời lặng mạ, trước những lời lăng mạ của kẻ khác, hãy là người câm lặng như điếc chuông, như chiếc chuông bể miệng. Làm như vậy sẽ là người chứng niết bàn chẳng sai. Dạ hết. À, cần, dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Câu Pháp Cú số 135. Dạ ta đàn đề na gô ba lô ga gô ba chê tí gô cha răng e quang cha ra cha ma chú cha a dung ba chen tí ba ni năng. Dạ ta đàn đề na gô ba lô ga gô ba chê tí gô cha răng e quang cha ra cha ma chú cha a dung ba chen tí ba ni năng.
với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy, già và chết, lùa người đến mạng chung. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong nhà bà Quý Sắc Kha, các thiếu phụ lớn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau đều thọ bát quan trai trong ngày giới. Khi được hỏi vì lý do, và một người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình theo một lối, như là nguyện được sanh thiên giới, được hạ sanh con trai, được gia đình hạnh phúc, vân vân. Nhưng không ai đề cập đến hạnh nguyện giải thoát khổ đau luân hồi. Nghe xong quan điểm của từng người, Đức Phật giảng về bản chất vô thường, biến đổi của đời sống, những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ, nhất là sự sanh như kẻ chăn bò, tay cầm gậy lùa đi từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết, để cho sự chết như búa bén chặt đứt mạng sống của họ. Mặc dầu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn thôi. Dạ. 136. Yatha bana bikkhamani karam balo napuchati se hi kamme idamme hidamme tho akgi datto watta pati. Yatha bana bikkhamani karam balo napuchati se hi kamme hi dhamme tho aggidatto vattappati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trưởng lão Mốc Ganh La Ná trên đường xuống núi Linh Thú đã trông thấy một ngạ quỷ có hình con trăng bằng năng lực thần thông của mình. Khi ấy Đức Phật đã xác minh về sự hiện hữu của ngạ quỷ, mình trăng đang bị lửa thiêu đốt ngày đêm, và Ngài đã giảng về ác nghiệp của ngạ quỷ đã tạo trong quá khứ hãm hại một bá hộ tử tế. Trong tiền kiếp, ngạ quỷ là một tên trộm, vì cột oan trái với ông bá hộ nên tìm cách đốt phá nhà cửa, ruộng vườn của ông và cả hương thất mà ông bá hộ xây cất để cúng dường Đức Phật. Qua đó, Đức Phật dạy rằng hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết mình làm ác, nhưng về sau chính những ác nghiệp đó của họ thiêu đốt họ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt cháy mình vậy. Dạ. Kinh Pháp Cú đã hết. Dạ, cảm ơn chị Răng Đông và cô Như Pháp đã post bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Tina. Dạ, kính mời chị ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con cảm ơn cô tư nữ đại diện, con xin phép được đọc bài ạ. Câu pháp cú số 133. Ma wo chấp pa ru sang can chi vun ta pa ti
quá đề du tăng đức kha hi sa ram phát khát tha phát tín đàn đa hư say du tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nổi lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản cảm ngựa của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bàn vô cha pa vô sang khăn chi, un ta pa ti hòa đầy vô tăng. Đường khá hi xa, rằm phá khăn tha, ba ti đàn đa, vừa xảy dưới tăng. Câu pháp cú số 134. Sa chê nê rê si át ta năng, khăn sô ú pa ha sô yát tha, ê sa phát tô si nếp ba năng. Sa ram phô tê na huyết cha tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. San chế na rê ni si an tăng khăn su u pa ha tu ya tha ê sa pan tu si nim pa năng sa ram phu tê na win cha ti. Câu tích truyện của câu pháp cú 133-134. Vị tỳ khu con đát tha ná trong tiền kiếp từng tạo một ác nghiệp vụ quan làm cho một tỳ khu bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến người nữ. Do ác nghiệp thầy tỳ khu con đát tha ná đã phải trải qua bao nhiêu là sự hiểu lầm và lời chỉ trích liên quan đến người nữ, và vị tỳ khu thường nặng lời lăng mạ và cố ý gây khó dễ bắt thầy phải rời đi nơi khác. Do quá bức xúc nên thầy đã có lời đáp trả lại và luôn cho rằng mình bị oan. Cuộc đấu khẩu chiến dữ của các vị tỳ khu đến tai Đức Phật, Ngài đã giải thích nguyên nhân gây hiểu lầm và khuyên các thầy không nên gây thù oán và giảng giải về sự lợi ích của người biết giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Hãy là người câm lặng như chiếc chuông bể miệng, làm như vậy sẽ là người chứng niết bàn chẳng sai. Câu pháp cú 135. Yát tha đan đề na go pa lo ga wo pa che ti go cha lang quan cha ra cha mắt chu cha a yung pa chen ti pat ni. Với người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy, già và chết. Lùa người đến mạng chung của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan tha ta đi na go ba lo ga wo ba che ti go cha rang e wang cha ra cha man chu cha ayung pa chen ti pa ni nang. Câu pháp cú số 135. Tích truyện trong nhà bà Visakha, các thiếu phụ lớn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau đều thọ bát quan trong ngày giới. Khi được hỏi vì lý do và mục đích gì, mỗi người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình theo một lối, như là nguyện được sanh thiên giới, được hạ sanh con trai, được gia đình hạnh phúc, vân vân. Nhưng không ai đề cập đến hạnh nguyện giải thoát khổ đau luân hồi. Nghe xong quan điểm của những người Đức Phật giảng dạy về bản chất vô thường biến đổi của đời sống, những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ
nhất là sự sanh, như kẻ chăn bò tay cầm gậy lùa đi, từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết, đến cho sự để cho sự chết bú bén chặt đứt mạng sống của họ. Mặc dầu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn thôi. Dạ hết. Câu pháp cú số 136. Attha pa pa ni kam ma ni karang pa lo na pun jati se hi kam me hi tum me tho akidat tho watapati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nóng như lửa. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attha pa pa ni kam ma ni karang pa lo na pun cha ti se hi kam me hi tum me tu ang ghi da tu wa tam ba ti. Tích thiện của câu pháp cú số 136. Trưởng lão Mốc Cần La Nắng trên đường xuống núi Linh Thú đã trông thấy một ngạ quỷ có hình con trăng bằng năng lực thần thông của mình. Khi thấy Đức Phật đã xác minh về sự hiện hữu của ngạ quỷ, mình trăng đang bị lửa thiêu đốt ngày đêm, và Ngài đã giảng về ác nghiệp của ngạ quỷ đã tạo trong quá khứ, hãm hại một bá hộ tử tế. Trong tiền kiếp, ngạ quỷ là một tên trộm, vì cột oan trái với ông bá hộ nên tìm cách đốt phá nhà cửa ruộng vườn của ông và cả hương thất mà ông bá hộ xây cất để cúng dường Đức Phật. Qua đó Đức Phật dạy rằng hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết mình làm ác, nhưng về sau chính những ác nghiệp đó của họ thiêu đốt họ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt cháy mình vậy. Dạ thưa hết câu tích truyện. Con kính tri ân quý bà, quý cô tu nữ, con kính tri ân đạo tràng. Con xin phép được xuống mic ạ. Sa thú Sistina, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư cho biết tín hiệu nghe rõ. Kính cảm ơn quý vị. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 133. Ma vô chá phá rú sằng cành chí vú tà bá tí quá đầy vú tằng đúc kha hí xà rầm phá cá tà bá tí đành đá phú xầy vú tằng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Cho câu 134 lần thôi. Dạ, kính cảm ơn cô. Sa chê nê rê xí áp ta năng căn sô ú bá há tô giá thà ê xá bá tô xí nít ba năng sa rầm phù tề na quýt trá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc duyên sự của hai câu pháp cú số 133 và 134. Nhĩ tỳ khu con đá tha ná, trong tiền kiếp từng tạo một ác nghiệp du oan, làm cho một vị tỳ khu bị nghi ngờ phạm tội liên quan đến người nữ.
Do ác nghiệp thầy tỳ khu Con Đá Tha Ná đã phải trải qua bao nhiêu là sự hiểu lầm và lời chỉ trích liên quan đến người nữ. Và vị tỳ khu thường nặng lời lăng mạ và cố ý gây khó dễ bắt thầy phải rời đi nơi khác. Do quá bức xúc nên thầy đã có lời đáp trả lại và luôn cho rằng mình bị oan. Cuộc khẩu chiến giữa các vị tỳ khu đến tai Đức Phật. Ngài đã giải thích mình gây hiểu lầm và khuyên các thầy không nên gây thù, trả oán và giảng dạy về sự lợi ích của người biết giữ im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Hãy là người câm lặng như chiếc chuông bể miệng. Làm như vậy sẽ là người chứng niết bàn chẳng sai. Dạ thưa hết. Sau đây con xin đọc tiếp câu 135. Giá tha đăng đề ná vô pa lô ga vô pa chê tí vô chá rằng ê quang chá ra chá mắt chú chá a dùm bà tràn tí bà ní năng. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc duyên sự tóm tắt của câu 135. Trong nhà bà Visakha, các thiếu phụ lớn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau đều thọ bát quan trong ngày giới. Khi được hỏi vì lý do và mục đích gì, mỗi người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình theo một lối, như là nguyện được sanh thiên giới, được hạ sanh con trai, được gia đình hạnh phúc, vân vân. Nhưng không ai đề cập đến hạnh nguyện giải thoát khổ đau luân hồi. Nghe xong quan điểm của từng người, Đức Phật giảng về bản chất vô thường biến đổi của đời sống. Những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ, nhất là sự sanh, như kẻ chăn bò, tay cầm gậy, lùa đi từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ bệnh đến chết, để cho sự chết như búa bén chặt đứt mạng sống của họ. Mặc dầu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luân hồi, tăng thêm luôn thôi. Dạ hết. Sau đây con xin kính đọc câu 136. Á tha ba ba ni cầm ma ni ca răng ba lô na bút chá tí xê hí cầm mê hí đùm mê thô ác nghĩ đáp thô quá tấp bá tí. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc nguyên sự tóm tắt câu 136. Trưởng lão Mốc Ga La Ná trên đường xuống núi Linh Thú đã trông thấy một ngạ quỷ có hình con trăng bằng năng lực thần thông của mình. Khi ấy Đức Phật đã xác minh về sự hiện hữu của ngạ quỷ mình trăng đang bị lửa thiêu đốt ngày đêm, và Ngài đã giảng về ác nghiệp của ngạ quỷ đã tạo trong quá khứ hãm hại một bá hộ tử tế. Trong tiền kiếp, ngạ quỷ là một tên trộm vì cột quan trái với ông bá hộ nên tìm cách đốt phá nhà cửa, ruộng vườn của ông và cả hương thất mà ông bá hộ xây cất để cúng dường Đức Phật. Qua đó, Đức Phật dạy rằng hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết mình làm ác. Nhưng về sau, chính những ác nghiệp đó của họ thiêu đốt họ. Chẳng khác nào tự lấy lửa đốt cháy mình vậy. Dạ thưa hết, cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã post bài. Mời cô. Dạ, sa thu, kính cảm ơn cô Rạng Đồng. Nam mô Bích Thà giá, và một lần nữa còn hành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con thấy còn được mấy phút. Dạ, con xin đọc
câu pháp cú và con xin phép không đọc chương sự bạch sư, và để có thời gian giảng bài, và con xin được đọc pháp cú. Dạ, con tri ân sư và cảm ơn Tina cho như pháp biết được tín hiệu. Câu 33. Ma chô cha pha ru sang can chi phút ta bát ti bát đệ yu tăng đục kha hi sa ram ma ha ca tha bát ti đạ phụ say yu tăng chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lời khổ thai lời phẫn nộ cao trưởng phạm chạm ngược. Dạ đây bà phản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông. Sa chê nê rê si a ta năng cầm sơ u ba ha tơ gia tha e sa ba tơ si nít ba năng sa rầm bơ tê na quyết chất tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể bị đại chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Dạ như pháp không đọc dương sự đâu cô Rằng Đông. Dạ như pháp đọc tiếp câu 35. Gia tha đàn đề na gờ bà lơ gà vơ bá chê tí gờ cha răng ê quăng cha ra cha mắt cha a dùm bà chân tí bà ni năng. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng bị cha và chết lùa người đến mạng chung. Câu 36. A tháp bà ni cầm mà ni ca răng bà lơ pháp vứt giách tí xê hì cầm mê hì đùm mê thơ át ghi đát thờ và tắc bát tí. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm do tự nghiệp, người ngu bị nung nấu như lửa. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Và bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đà kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thú lần hai anh. Dạ thấy các quý vị đọc nó rất là hoan hỷ. Có thể chúng ta sẽ thay đổi một tí xíu, đây là trước giờ đó là chúng ta sẽ có ba câu. Ba cái duyên sự, có lúc thì ba câu, có lúc thì bốn câu, có lúc thì năm câu. Thì mỗi vị sẽ chọn một câu để mà mình đọc, một câu Pali và một cái duyên sự. Nhưng mà như vậy thì chỉ một người chỉ có đọc một lần và một trong ba câu, tức là không có ôn hết bài. Và có những cái buổi đó là Đạt nhận thấy rằng chúng ta các vị tham gia đông, nhưng mà các vị mà có thể cầm mic được đó để mà ôn bài thì ít. Cho nên có những cái buổi đó thì Tịnh Đạt có cái đề nghị đó là đọc hết, một vị đọc hết tất cả các cái câu trong cái ngày ôn bài tập ngày hôm đó. Qua vài lần như vậy đó thì Tịnh Đạt thấy rằng thôi thì bây giờ chúng ta đổi lại một tí xíu, tức là chúng ta sẽ giảm cái bài học xuống để cho một vị lên đọc, chúng ta đọc hết bài và chúng ta vẫn còn thời gian để cho các vị khác, để mà có đủ thời gian để mà nhiều người khác ôn bài. Thì chúng ta sẽ giảm xuống hai câu. Quý vị đừng có lo là chúng ta giảm xuống, chúng ta đi chậm càng tốt. Bởi vì càng ít nội dung trong cái buổi ôn bài đó thì chúng ta có nhiều cái thời gian để mà chúng ta đọc đi đọc lại và chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Và nếu mà còn thời gian nhiều thì Tịnh Đại xin chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm, hay là một số cái lý ở trong những cái câu mà ôn bài hôm đó. Nếu quý vị thấy được đồng ý thì chúng ta sẽ kể từ cái ngày ôn tập ngày hôm sau, buổi sau đó, thì chúng ta sẽ giảm xuống từ 3 câu còn 2 câu, tức là 2 câu kệ ngôn pháp cú và 2 cái duyên sự tóm tắt. Và mỗi vị chúng ta ôn tập đó thì chúng ta sẽ đọc hết chứ không cần chọn nữa. Chúng ta sẽ đọc hết.
học hết cả cái bài ôn tập ngày hôm đó luôn. Thì như vậy thì cũng rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta ôn tập 4 câu kệ ngôn pháp cú và ba câu duyên sự. Ở đây ba cái duyên sự này thực sự ra là nó có rất gần với cái đời sống của mình. Nếu quý vị có nhớ lại những cái bài giảng cũng như là nhớ lại cái duyên sự đầy đủ đó, giống như là ở trong cái phần duyên sự của 133, 134 liên quan đến cái ngạ quỷ mình rắn đó. Liên quan đến cái lời vu oan của một vị tỳ khưu đó. Thì cái này thôi tạm thời mình bỏ qua, tại vì cái này nó liên quan đến cái việc đó là cái ác nghiệp mà vu oan. Cái câu 135 đó là nói về 135 là nói về đây coi. Cái vị các gia đình của gia đình của bà Quý Sa Kha. Thì cái điều này nó cũng rất là quen thuộc với mình. Trong cái ngày giới, những người đi thọ giới thì có những cái nguyện vọng khác nhau, cũng như là cái mục đích để mà mình thọ trì giới nó khác nhau. Và đa phần không, những người không có cái được sự hướng dẫn cận kẽ đó thì nghĩ rằng giữ giới để được cái này được cái kia, để được cái này được cái kia. Và Đức Phật ngày nói rằng ấy, cho dù được cái này được cái kia thì vẫn còn sanh tử luân hồi, vẫn còn sanh tử luân hồi, vẫn chịu khổ đau. Cho dù là cái khổ đó nó có vắng mặt đôi chút hay là nó giảm bớt đôi chút do nhờ cái sự tinh tấn giữ giới, nhưng mà nó còn vẫn còn là sự khổ đau. Cho nên cái điều này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Tại vì trong ngày bình thường, chúng ta là người Phật tử, chúng ta là những người có giới, chúng ta là những người đi thọ giới, giữ giới bát quan trai, hay là thọ giới người xuất gia, thì chúng ta hãy lưu ý cái điều này. Giữ giới để mà trong sạch, để mà phát triển những cái tầng bậc cao hơn, và mục đích cuối cùng đó là thanh lọc cái nội tâm, chứ không có hướng đến cái quả của cái việc giữ giới. Đương nhiên là cái quả đương nhiên là đã có rồi đó, nhưng mà chúng ta không có cần nguyện để mà được cái này được cái kia. Rồi cái câu 136 đó, cái điểm này Tịnh Đạt vừa chia sẻ với quý vị hôm thứ Sáu, tức là cái nguyên nhân mà cái tên trộm mà muốn cái tâm mà hãm hại giết cái ông bá hộ tử tế đó, quý vị là gì không? Phải nói rằng hết sức là bất ngờ. Một lần cái ông tên trộm này đi trộm về đó, rồi dính bùn đất, rồi về trễ đó, về mà mình là ẩn núp ở trong cái chỗ mà cổng thành đó. Thì ông bá hộ này ông đi ngang, ông mới nói một câu, nói cái người này thấy bùn dơ lắm lem, chắc đi xa mới về, đi chỗ nào dơ nào bẩn đó. Thì cái câu nói vu vơ của ông bá hộ thôi, nhưng mà cái tên trộm này thì nghĩ rằng ông bá hộ đang giống như là tố giác mình. Cho nên từ đó mà cái tên trộm này ghìm nè, game câm, có cái tâm thù hận với ông bá hộ. Mà ông bá hộ không có hay, hoàn toàn là không có hay biết là có một cái tên trộm đang hận thù cột quan trái với mình. Và từ đó về sau là cái tên trộm này tìm mọi cách để phá ông. Và đến ngày cuối cùng đó là tên trộm muốn giết ông, là giấu sẵn dao hung khí trong người để mà giết ông bá hộ. Nhưng mà cuối cùng thì ông bá hộ ông rất là suy nghĩ, rất là tích cực. Ông thấy mà hương thất của Đức Phật bị đốt đó, ông nói cũng không sao, nhờ vậy mà mình có thể mình tạo dựng cái hương thất khác cúng dường Đức Phật. Và cái công đức mà mình cúng dường cái hương thất mà bị đốt đó, cái công đức nó không, nó vẫn còn, nó không có mất. Bây giờ mình làm thêm một cái nữa thì nó lại là công đức khác. Thì xin tri ân cái người đã đốt phá những cái điều này. Thì cái tên trộm
tổng vô nghe như vậy thì nói rằng mình đã cột quan trái với một cái người hoàn toàn là không có hay biết, và cái lỗi lầm này nó quá là lớn, cho nên xin sám hối. Cái điều này Tịnh Đạt muốn nói rằng á, cái cột quan trái nhiều khi mình tự cột mình, tự hại mình mà cái đối phương họ không có biết, không ai biết. Cho nên cái sự quan trái nó rất là nguy hiểm và nó rất là dễ len lỏi ở trong cuộc sống của mình. Cho nên á, mình cố gắng mình cởi quan trái nhiều chừng nào, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đấy. Mà cái quan trọng ở đây đó, trái mà chỉ một mình chịu thôi, quý vị thấy mình có lỗ không, mình có bị lỗ không? Mình quan trái mình chịu, mình bị tội, mình bức bối, mình khó chịu, nhưng mà cái người mình ghét đó, họ vẫn phơi phới, họ bình thường à. À, cái điều này là cái điều rất là dễ trong cuộc sống của mình gặp phải nha. À, thì nó liên quan đến cái bài mà thứ sáu Tịnh Đạt đã chia sẻ đó. Thì qua cái câu kệ ngôn này, qua cái bài học ngày hôm nay, thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ thêm. Ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần ôn tập cuối tuần với cái câu kệ ngôn số 137, 38, 39, 40. À, cái này thì nó lại dài ha. Chúng ta ôn tập hai tích truyện mà thôi. Hai tích truyện Trưởng Lão Mục Kiền Liên Niết Bàn và tích truyện Vị Tỳ Khưu Nhiều Vật Dụng. Tuy có hai tích truyện mà thôi, nhưng mà đến năm câu kệ ngôn Pháp Cú, chúng ta lưu ý nha. Từ câu số 137 cho đến câu số 141. Nha. 137 với 100 đến 141. Hai tích truyện Duyên Sự, nhưng mà đến năm câu kệ ngôn Pháp Cú. 137 đến 141 cô. Dạ, 141. Dạ, như vậy thì bây giờ chúng ta cũng hết thời gian rồi. Xin được kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị được sự an vui tấn hóa. Nhận thấy rằng cũng không còn vị nào ở đây, Tịnh Đạt xin đại diện chư tăng phúc chúc phúc báo đến toàn thể quý vị. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba buddhanubhavena, sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba dhammanubhavena, sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba sanghanubhavena, sada soti bhavantu te. Sathu. Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Ya ne wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa van tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô Sarami ka dana pati upasaka Gama cha desani gama cha isara Sapana puta sukhita pavan tute Chala buja yepi cha anda sampawa Samseda cha ta thabo papata ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sabbe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bod ga la sang ko ho tu sa mak vo wa attha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sa tham mo
sabbe bi dhamma charino vutsim sampa phu niyama dhamma riya pa ve di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân sinh xuống.